Xin chào thầy cô và các bạn, mình là Nguyễn Xuân Bách, hiện tại đang là sinh viên khóa 2 lớp FP, Đại học EDX. Mã số sinh viên của mình là CUV020HV03 và hôm nay mình sẽ thực hiện bài tập số 2 ở 72 môn nguyên lý kế toán. Thì ở đây chúng ta có các nội dung như sau: cổ tức, chi phí. Cổ tức có được coi là chi phí hay không? Tại sao? Tài sản được phải trả và vốn sở cũng như là thu nhập. Thì lần lượt mình sẽ đi qua các khái niệm. Đây là cũng là nội dung bài tập về nhà của buổi hôm nay. Thì cổ tức, đầu tiên ta đi với cổ tức. Cổ tức là một cái lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc là tài sản từ nguồn lợi của doanh nghiệp được giữ lại của công ty sau khi đã được thực hiện các nghĩa vụ về tài chính. Thì và cổ tức có thể được thanh toán qua nhiều hình thức, thanh toán bằng tài khoản chuyển mặt, chuyển qua ngân hàng hoặc là trả bằng cổ tức qua cổ phần. Khái niệm thứ hai là chi phí. Chi phí là gì? Chi phí chỉ của doanh nghiệp chính là chỉ tiêu được phản ánh trên báo cáo kết quả hoạt động của doanh nghiệp và được sử dụng để xác định kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Các chuẩn mực kế toán của doanh nghiệp quốc tế được quy định định nghĩa chi phí doanh nghiệp chính là cái sự giảm sút lợi ích kinh tế trong kỳ kỳ kế toán dưới hình thức giảm thiểu tài sản hoặc là sự gia tăng được phải trả. Nói một cách có dễ hiểu hơn thì chi phí trong tiếng Anh gọi là expense là toàn bộ các khoản mà doanh nghiệp cần phải chi trả để có thể đạt được mục tiêu kinh doanh cuối cùng. Cái thứ ba, cổ tức có được coi là chi phí hay không? Tại sao? Thì mình sẽ trả lời câu hỏi này như sau. Cổ tức không được coi là chi phí vì tiền cổ tức gọi là cổ tức được phân phối cho các cổ đông, không được coi là một khoản chi phí trong báo cáo kinh doanh hoạt động kinh doanh trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. Và cổ tức bằng tiền mặt không làm ảnh hưởng đến thu nhập ròng của công ty và chúng đại diện cho một phần lợi nhuận được giữ lại cho các cổ đông của công ty trong doanh nghiệp của công ty. Thứ tư, tài sản. Tài sản là gì? Thì tài sản là vật, là một vật, là tiền, là giấy tờ có giá trị và quyền tài sản của nó. Tài sản bao gồm các bất động sản và động sản. Bất động sản cũng có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai. Nội dung thứ năm là nợ phải trả. Nợ phải trả trong tiếng Anh là account payable hay liabilities, là số tiền nợ các cá nhân hay công nghiệp, doanh nghiệp, công ty khác, nợ các cá nhân hay công ty khác khi họ đã bán hàng hóa, dịch vụ, nguyên liệu cho doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp chưa thanh toán vì đã mua chúng dưới hình thức tín dụng thương mại. Nội dung thứ sáu là vốn chủ sở hữu. Vốn chủ sở hữu hay còn gọi là được gọi là các loại vốn cho doanh nghiệp và các thành viên trong công ty được liên danh hoặc là các công ty cổ đông đưa ra vào để phục vụ doanh nghiệp của công ty. Và đây cũng là một phần tài trợ thường xuyên của doanh nghiệp. Khi nào mà doanh nghiệp đơn vị phá sản hoặc là ngừng hoạt động thì loại vốn này được ưu tiên trả các khoản nợ rồi mới chia đều cho các cổ đông theo tỷ lệ góp vốn. Và vốn thì bao gồm vốn điều lệ, ở vốn chủ sở hữu bao gồm vốn điều lệ, lợi nhuận chưa phân phối và các nguồn khác. Nội dung cuối cùng đó chính là thu nhập. Và thu nhập là cái khoản của cải thường xuyên được tính bằng tiền mặt, bằng tiền là một cá nhân, doanh nghiệp hoặc một nền kinh tế nhận được trong một khoảng thời gian nhất định từ công việc, dịch vụ hoặc hoạt động nào đó. Ví dụ như là tiền lương của công ty, tiền lương của các cá nhân trong công ty. Hoặc là các cá nhân đi làm một việc và có được thu nhập, bao gồm tiền lương, tiền công, tiền cho thuê tài sản và tiền lợi nhuận từ kinh doanh. Và thu nhập cũng có thể được nhiều nguồn từ khác nhau, cũng có thể là từ lao động, từ việc sở hữu như những từ giá trị, từ thừa kế và được tặng cho. Ví dụ như là mình thừa kế một tài sản doanh nghiệp, một tài sản giống như của xe của gia đình mà tặng lại cho mình được thừa kế lại. Hoặc là một mảnh đất của gia đình chẳng hạn mình được thừa kế lại thì nó cũng gọi là tài sản. Và mình xin kết thúc phần bài tập ở tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những buổi sau.